quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm làm việc tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 và dự buổi lễ khởi công xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại Trà Leng. Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác trong quân đội năm 2020. Bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ tuyệt đối đại hội lần thứ 13 của Đảng và dịp Tết cổ truyền dân tộc, một trong những yêu cầu tại buổi kiểm tra của đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Trọng Bình tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Cuối chương trình là phóng sự, những kỷ niệm cuộc đời quân ngũ. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Trong chuyến công tác tại miền Trung, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Năm 2020, tình hình dịch COVID-19 và thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến phức tạp. Trung đoàn 143 và Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, vừa làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. Đồng thời, các đơn vị tập trung quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong công tác giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nỗ lực vượt qua khó khăn, nguy hiểm để đồng hành cùng với chính quyền trong công tác tìm kiếm cứu nạn, chung tay giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết, ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Bên cạnh đó, các đơn vị đã đồng hành cùng người dân trong các phong trào, cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, thi đua dân vận khéo, gắn liền hình ảnh bộ đội Cụ Hồ với nhân dân trong cuộc sống, nhất là lúc gặp thiên tai hoạn nạn. Đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, sát cánh cùng nhân dân trên tất cả các mặt trận, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Cũng trong chuyến công tác tại Quảng Nam, đồng chí Trương Thị Mai đã tham dự buổi lễ khởi công xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng được xây dựng tại thôn 2 xã Trà Dơn, cách hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn 1 xã Trà Leng 6 km. Đây là khu tái định cư mới của các hộ dân thôn 1 và các thôn khác nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao của xã Trà Leng. Theo thiết kế, nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng là công trình cấp 4 có 2 tầng, mái lợp tôn với một phòng sinh hoạt, sức chứa gần 200 người, có hành lang, cổng chính, sân, đường bê tông, nhà vệ sinh. Công trình có tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 60 ngày. Đối với xã Trà Leng, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, quân khu đã triển khai các lực lượng dựng nhà tạm, bảo đảm các nhu cầu tối thiểu cho các hộ dân bị mất nhà cửa. Cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát quy hoạch xây dựng khu tái định cư. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ trương xây dựng một số công trình dân sinh và trực tiếp đảm nhận xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức trao tặng quà hỗ trợ cho quân nhân và người dân bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt trên địa bàn.
từ nguồn xã hội hóa trong chương trình Thương Lắm Miền Trung, hoạt động trao tặng quà được triển khai nhằm hỗ trợ, ủng hộ cho đối tượng quân nhân, công nhân viên chức, lao động quốc phòng và nhân dân trên địa bàn quân khu 5 sớm khắc phục hậu quả bão lụt năm 2020. Tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, lãnh đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các đơn vị đã trao cho 4 gia đình quân nhân mỗi gia đình 80 triệu đồng và 13 hộ dân mỗi hộ 40 triệu đồng. Đây là những trường hợp quân nhân và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ. Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp cũng trao 50 chiếc xe đạp cho học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Với tinh thần nhân văn sâu sắc, hoạt động này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng quân đội và các doanh nghiệp đối với bà con nhân dân vùng lũ. Qua đó kịp thời động viên các gia đình cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống, tiếp tục tái sản xuất, phát triển kinh tế và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 an vui, hạnh phúc. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng vừa tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2020. Được trực tuyến tại 9 điểm cầu trong toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Dự tại điểm cầu quân khu 5 có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng luôn trân trọng và tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn là lực lượng chính trị quan trọng, tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, là nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu về đấu tranh cách mạng, xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, là những tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiếp bước noi theo, đồng thời tiếp tục có nhiều đóng góp cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân dịp chuẩn bị Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đầu xuân mới tới gia đình và toàn thể các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác quốc phòng quân sự địa phương tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu. Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình biểu dương hai đơn vị đã quán triệt tốt các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2021. Đặc biệt là bảo đảm các phương án trong sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ. Đồng thời, Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu lãnh đạo chỉ huy hai đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp nắm tình hình, tuần tra kiểm soát biên giới, tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao trình độ năng lực cho bộ đội, sẵn sàng và kịp thời xử lý các tình huống, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch COVID-19, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, làm tốt công tác chuẩn bị cho chiến sĩ xuất ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân và tổ chức ra quân huấn luyện năm 2021 đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán cho bộ đội, phối hợp cùng địa phương làm tốt công tác đưa bộ đội về đón Tết cùng bà con nhân dân, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, vui xuân mới, không quên nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm một năm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quân đội. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu chủ trì điểm cầu Quân khu 5. Trong năm qua, lực lượng vũ trang quân khu đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của trên, chỉ đạo cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai hiệu quả các mặt công tác phòng chống dịch. Nổi bật là đã chủ động điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp với tình hình dịch bệnh, kịp thời cách ly đối với các trường hợp nhiễm COVID-19, hoàn thành nâng cấp phòng xét nghiệm của đội y học dự phòng quân khu đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong và ngoài quân đội với tổng số gần 14.000 mẫu. Tiếp nhận khám điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 17 từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển sang,
phối hợp với địa phương, đơn vị của Bộ phun thuốc khử khuẩn trên địa bàn có dịch với diện tích hơn 2 triệu mét vuông. Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Trong đó chú trọng việc tuần tra kiểm soát địa bàn, đường mòn, lối mở tuyến biên giới, cảng biển. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan của Đảng ủy Quân khu với các ban đảng các tỉnh, thành ủy trên địa bàn Quân khu năm 2020. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Hội nghị đánh giá năm qua, các cơ quan của Đảng ủy Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các ban đảng của các tỉnh, thành ủy, triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là tham mưu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang địa phương. Nổi bật là đã phối hợp tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang quân khu không ngừng được nâng lên. Cơ quan quân sự và lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian đến, các cơ quan của Đảng ủy Quân khu 5 tiếp tục phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, làm tốt công tác quản lý, điều tra, nắm tình hình dư luận trong xã hội và lực lượng vũ trang, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, đảng viên, quần chúng về công tác dân vận ở những vùng trọng điểm, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, thế trận lòng dân, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối cùng trong quân ngũ là lúc những người lính như được sống chậm lại, cùng nhau nhớ về từng kỷ niệm đã có cùng đồng đội, đơn vị, nơi đánh dấu sự trưởng thành của các chiến sĩ sau 2 năm rèn luyện gắn bó. Ở nhà hơi khó khăn một xíu, dạ, mẹ thì cũng bệnh, nên là em học xong thì em tính đi làm kiếm tiền thôi, nhưng mà đã lợi vô đây rồi thì cũng không có tốn kém bao nhiêu hết. Nếu mà nhận tháng thì mình kết ra một xíu, coi như là ở ngoài thì mình không được đi làm kiếm tiền, thì mình vô đây thì mình kết ra một xíu để gom lại rồi gửi về nhà cho mẹ. Ngày bước chân vào môi trường quân đội là một bước ngoặt của cuộc đời binh nhất Từ Hữu Thông. 2 năm quân ngũ đã rèn luyện anh trở thành một người rắn giỏi và nghị lực. Vượt lên những khó khăn của bản thân, anh đã dành dụm được số tiền gần 10 triệu đồng để gửi về cho gia đình trang trải cuộc sống. Mỗi lần được dành dụm thì nếu mà chỉ cần được dành dụm thôi, được có thôi là em thấy tâm trạng thoải mái hơn. Mình thấy suy nghĩ mình khác hơn so với lúc trước. Còn với binh nhất Nguyễn Văn Phúc, khoảng thời gian này trở nên thật đặc biệt. Lật từng trang trong nhật ký nhỏ, anh lại được quay trở về với những kỷ niệm vui buồn ngày đầu vào quân ngũ. Sau những cái giờ mà huấn luyện mệt nhọc đó, thì mình về mình lật cuốn nhật ký ra. Mình nhìn những cái dòng nhật ký đó thì mình cảm thấy là vơi bớt đi cái nỗi mệt nhọc và mình cảm thấy yêu mến đơn vị hơn. Sau này có cơ hội thì mình sẽ chắc chắn sẽ vào thăm lại đơn vị. Những ngày cuối cùng trong quân ngũ đối với các chiến sĩ của tiểu đội 2, các anh đang hoàn tất những dòng lưu bút dành cho đồng đội. Trong 2 năm, đơn vị giống như ngôi nhà thứ hai. Đồng chí, đồng đội gắn bó như anh em ruột thịt. Vậy là chúng ta sắp hoàn thành 2 năm nghĩa vụ cùng nhau. Bao vui buồn khó khăn, chúng ta đã vượt qua. Quãng thời gian có lẽ là đẹp nhất trong tuổi xuân của mỗi người. Nơi này cũng là một mái nhà thứ hai của chúng ta. Cùng nhau học tập, sinh hoạt, rèn luyện, trao đổi kiến thức. Và hôm nay, thời gian chúng ta bên nhau không còn nhiều nữa. Tôi hy vọng các đồng chí sẽ nhớ mãi về nhau, nhớ mãi những khoảnh khắc. Chúc các đồng chí sau khi xuất ngũ gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Và nếu sau này gặp lại nhau,
chúng ta sẽ vẫn là những chiến sĩ tinh nhuệ của trung đoàn 143. Trên cương vị là trung đội trưởng thì trực tiếp duy trì từng cá nhân trong đơn vị, thì bản thân tôi nhận thấy là sau thời gian 2 năm rèn luyện tại đơn vị thì các đồng chí đã có một sự trưởng thành vượt bậc trong suy nghĩ. Từ những thanh niên mới lớn ở ngoài xã hội thì qua quá trình rèn luyện tại đơn vị thì các đồng chí đã có những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn. Đồng chí trưởng thành thì bản thân mình cũng rất là vui. Hy vọng các đồng chí sau khi xuất ngũ về địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, những nội dung được học tập tại đơn vị, góp phần vào xây dựng địa phương. Những ngày đầu năm mới, không khí huấn luyện vẫn diễn ra hăng hái, sôi nổi. Đối với các chiến sĩ sắp xuất ngũ trở về với địa phương, hành trang của họ là niềm tin, bản lĩnh đã được tôi luyện, là những dự định về tương lai phía trước và cả nỗi nhớ những ngày tháng đẹp nhất của một thời tuổi trẻ được cống hiến cho Tổ quốc, được sống trong tình yêu thương của đồng chí, đồng đội. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.